Quay trước. Quay thì cái con. Bây giờ mặc đồ gì? Một trang. Vô hổ đại chiến mẹ chồng. Tôi đóng phim dở mà cứ bắt tôi đóng phim hoài à, khổ ghê vậy á. Đóng phim anh cứ vô anh làm anh là được rồi. Khổ ghê rầu ghê. Nhưng mà nghe cái vai này cũng được bà con. Là mình đóng cái vai phụ thôi nhưng mà được được phép nói về nước mắm. Chuyên gia sưu tầm nước mắm. Trời ơi. Wow. Anh thấy hay mà, anh thấy hay mà anh. Em định á là một là để như vậy luôn cho tới cuối phim. Hai á là chỉ sử dụng trong cái phân đoạn đầu tiên khi mà anh xuất hiện thôi, nhưng mà sau khi mà anh gặp lại bà Mai á, anh gặp lại bà Mai là bà Kim Huyền á. Trời ơi. Sao nhìn anh giống chị Kim chị Phương Dung quá vậy? Thiệt á. Đúng không? Anh nở tóc lên nhìn. Thấy mà. Anh nở tóc lên anh giống chị Phương Dung ghê luôn á. Wow. Bây giờ cái giỏ của tôi đâu rồi? Bây giờ mình để luôn hay là cái giỏ quanh đâu ta? Giỏ trên bàn. Cái giỏ này có đeo thử cái mắt kính đen hợp không? Anh thử đi, mình thử đi. Cái thằng con nó đang bị bưng có anh không? Bây giờ một á là mình để luôn như từ đầu cho tới cuối hết phim. Rồi. Hai á là mình qua là miếng hài. Mình để á là giống như là miếng hài là trong phân đoạn đầu tiên á, lúc mà gặp lại cái bà Mai á thì bà không nhận ra anh. Thì anh mới nói vui nè, Mai không nhớ vui hả, bà không có nhận ra, xong cứ anh phải gỡ cái này ra đó, nhớ chưa, bà nhìn vô cái đầu, cái bà thì lúc đó bà chỉ nhớ tại vì hai nhưng mà anh tên gì, anh tên gì, vui, ông vui, anh vui. Trời, anh vui ngày xưa đây sao, thì bà sẽ nhớ à, thì anh vui quá em, sao mà ngày xưa anh không có cọng tóc nào mà giờ tóc anh mọc dữ vậy, em thấy vậy hay đó, hay là anh để tùy anh chọn đó, anh để từ đầu tới cuối là tóc này luôn. Ừ thì đó đang định đi. Đúng rồi, ừ, nghe thôi. Lúc này vui nè, nó khác. Lúc này đi. Vậy luôn ha. Còn để vậy luôn, khỏi có lộ luôn. Nếu mà đã để luôn thì khỏi gỡ ra. Ừ. Ừ. Đẹp. Trời ơi, đem kiếm theo không? Trời ơi. Vậy ha. Mà nó là cái da anh là đóng da thì bói hả? Không, anh là nếu mà anh có hiểu biết về tuổi tác phong thủy rồi này nọ nữa. À, đầu tiên là nói về nước mắm gì đó ha, nhưng mà sau đó bắt đầu tới nhà bà Vui chơi, bà Mai, tới nhà bà Mai chơi. Rồi cái mới nghe là nói về chuyện mà con dâu tuổi Dần với lại tuổi Tỵ, tuổi Tý hợp hay không hợp gì đó. Cái anh mới nói trời, chuyện đó là tôi rất là rành. Đó, cái bắt đầu anh ngồi vô anh coi giùm luôn. Rồi, anh coi giùm cho con trai bả là tuổi gì, rồi xong rồi anh phán là thằng này mà lấy tuổi Dần là gia đình là tan nát. Ở này nọ kia gì đó, xong cái bả mới táo quả lên. Thì bả mới là nhất định không cho thằng này lấy tuổi Dần. Ai vậy đó phát hiện con nhỏ mà bạn gái giả của nó dẫn về á. Lại là tuổi Dần. Xong rồi tụi nó mới nhờ anh á, là do anh là cái người nói là lấy tuổi Dần không được. Nên nó mới nhờ anh quay lại, anh nói là thật ra tôi nghiên cứu lại rồi. Giờ tuổi Dần lấy cũng được nữa. Trang cho anh đi. Là anh nghiên cứu lại rồi tuổi Dần lấy cũng được nữa. À. Nhưng mà sau đó bà phát hiện ra là hai đứa nói với anh là thông đồng với nhau. À ok. Đó, cho nên là bà mới chửi cho một trận xong rồi. Bà đuổi đi luôn. Bà đuổi anh đi luôn. Em chuyển qua chân Dung á là sao em sẽ thấy được cái mặt anh này. Không? rồi xong rồi làm còn ví dụ mà với lại ông Mốt á thì thật là anh là giống như mình, cái tâm mình là mình về đây mình thăm lại làng quê bà con rồi này nọ thôi, chứ mình không có cái gì với vợ ổng, mà ổng thì cứ giống như thấy hai người thân mà bạn với nhau nhỏ nên gặp ghen. Nhau rất là tự nhiên rồi kể về những cái chuyện hồi xưa gì gì đó là ổng ghen. Ổng ghen xong ông rồi Mốt là ghen đúng không? Ông Mốt á là ổng ghen, đặt tên vui vậy, bà Mai ông Mốt hả? Dạ. Ông bà ghen với anh lắm, cậu ổng ghen với anh lắm, rồi xong rồi cái làm rồi
Cái phân đoạn cuối là bà phát hiện anh thông đồng với hai đứa kia là bà đuổi xong bà cấm là không cho tới đây nữa. Rồi anh cũng buồn ra gặp ông kia về còn bắt ghen nữa. Ông kia tưởng là hai người gặp nhau ở đây rồi anh dụ bà chắc làm đám cưới. Anh lại qua lát nữa mình sẽ ra mình mi cái thoại để cho ông nội kia hiểu lầm là anh qua dụ bà giờ nói lại tình xưa hai người làm đám cưới đồ này nọ. Rồi ông ghen rồi sau đó mới giải thích để hiểu là Lê Lộc đóng vai gì? Đóng vai con gái của bà Mai. Em đóng vai con của anh Hứa Minh Đạt với lại chị Kim Quyền, cô Kim Quyền. Dạ. Em đóng vai con gái hả? Con gái. Là nhỏ này tuổi dần luôn phải không? Không. Con bé này là tuổi dần là chị Khổng Tú Quỳnh. Khổng Tú Quỳnh. Ok. Trời ơi, điền nội tóc này lạ, mất cười nè. Nói chung là thoải mái lắm. Đến đâu đi đâu thoải mái, anh đi sợ. Anh đi sợ anh diễn không ra thôi. Không. Anh không cần phải diễn gì cho anh cứ vô anh thoại bình thường tỉnh đúng không? Nói chung là tôi là không yêu diện mẹ này hết trơn á. Trời ơi. Hồi xưa mới lớn mắt bị gì mới thấy như bà vợ không? Nó lựa cái đầu độc đi trời. Chị Vy á, chị Vy lựa cho đó. Em nói chị Vy rồi, cái chị Vy lựa đó. Được. Chị Vy là chị này hả? Không. Bắt em luôn cha em điện rồi. Anh bây giờ là anh chụp poster trước ha. Quay trước. Quay đi, đang mong đúng. Anh mặc áo đó đi nha, em thay cái quần. Không, bây giờ mà anh mặc quần dài quần ngắn. Quần dài hả? Dạ, hỏi cho mấy quần đùi luôn đi. Đâu cái cảnh này đi qua gặp bà vui mà đi về mà sao mới từ xa về mà. Không, đâu mà mới từ xa về, bây giờ quay cái đoạn này nè. Quay cảnh từ sáng với anh Đạt chạy về đúng không? Đúng rồi. Là ông này từ ở đâu cũng qua nhà bà này. Ông qua cái nào quần dài sao mà quần sọt được. Tại tụi em đang làm ống Việt Kiều Lào mà cho. À Việt Kiều Lào thì ok dạ. Không muốn quần này với cái này hợp nè. Dạ, dạ được. Đang cho ổng làm Việt Kiều Lào đó. Đúng không? Dạ. Tại vì bộ đồ về. Sẵn quảng cáo kia, ừ. Okay. Rồi. Nè. Sẵn quảng cáo bộ đồ của Coleman Fashion luôn. Dạ, thì Việt Kiều Lào đó vậy. Kiều Lào đúng không? Dạ. Tâm vô. Làm bộ nói thì thôi, chứ khoái đóng phim lắm rồi, đóng dở. Đóng dở không ai mời hết. Khương Dừa đi đâu người ta cũng mời hết, mình đi đâu người ta cũng lắc đầu hết. Sao? Khoái lắm. Ta sợ anh bận chứ bộ. Em là nắm lịch rồi ha, Trang ha biết rồi. Tháng rảnh ngày nên hốt liền. Hôm nay quay tới mấy giờ? 11 giờ anh. Mẹ ơi. À anh đó hả? Vậy giờ nào về nhậu? Anh chết tôi. Nếu mà anh hỏi tối thì 10 giờ rưỡi vậy. Nói giỡn chứ đây, bây giờ em nói cái tâm lý phân đoạn này. Phân đoạn này á là giờ phân đoạn sắp quay đi em. Dạ kể. Đây phân đoạn sắp quay nè. Rồi anh hiểu rồi, anh là ông nào rồi, rồi anh là ông vui rồi mới quan hệ danh với lại cái bà kia như thế nào rồi. Dạ, đúng rồi. Không anh có một cái niềm đam mê với nước mắm rồi vô bờ bến đúng không? Dạ. Rồi đó, rồi còn anh ông mốt là Hứa Minh Đạt là. Dạ. Là ghen. Ghen, ông thấy hai người gặp nhau là tiếu. Anh không biết, ông ghen đúng không? Đúng rồi. Anh không biết, anh cứ rất là vô tư. Vô tư. Gặp bà đó. Kia cứ tay bá vai bá cổ rồi. Nói chuyện rồi, nói kia hỏi hàng đủ thứ. Rồi. Nói chưa ra hồi khớp liền, quéo liền. Tự tin lên anh. Bên đi nát. Nói chung làm được hết á, ổng giỡn á. Ai nói giỡn, để Lộc. Ủa rung lắm luôn á. Con bé này là bé nào? Dạ, em làm về cho. À trợ lý của chị Quỳnh hả? Dạ, anh tưởng em gì? Hai người này là nhân vật còn tóc của anh đấy. Đó, chị Vy em nói anh tưởng em chị diễn viên nhá. Anh ơi, anh mặc sọc luôn. Tại vì làm Việt Kiều à. Không, nhưng mà cái này mặc quần dài. Biết là đường tới đây mà nên mặc quần dài. Dạ, giúp chờ. Mấy hôm sau mặc quần sọc. Lúc nào mặc quần sọc? Là sao? Đi ngoài đường tới đây nói là nên mặc quần dài. Mới ra hỏi trước á. Dạ, quần dài, mặc quần dài đi. Thì mùi không? Thì sao đâu, không sao. Quần dài đen đi ha. Rồi ok. Ông anh có mang theo quần quanh nữa đó. Cái quần ở nhà. Nhà đi nè. Ừ đó chứ. Ủa, mấy quần này bé. Nhưng mà cái quần này anh vừa. Nó phải màu đen không nhỉ? Tao đen kiếm đen không biết nó màu gì luôn. Màu nâu. Màu nâu. Màu nâu thì quá hợp luôn, màu nâu quá hợp luôn, màu nâu quá hợp. Cái màu này với này hợp luôn nè. Đeo kiếm đen cho thấy cái nào nó cũng đen thui. Dạ, dâu khổ đại chiến mẹ chồng nha bà con đón xem phim Tết trên lúc nào phát vậy? Dạ, 12:30 trưa chủ nhật hàng tuần. Dạ. Ủa, phát sóng TV luôn hả? Dạ, trên kênh HTV7. Oh, wow, trời ơi. Bắt đầu từ 2 tháng 1 năm 2022. 2 tháng 1 năm 2022, 12:30 trưa chủ nhật. Trời, khung này giờ bà con đang quảng cáo nhiều lắm nè. Trả cái xe cho tôi được chút nha.
Trời ơi, mua 3 năm chưa mang mà giờ nó chật, nó mang không được luôn nè. Tại mang dép với cái chân nó chạy bè đó. Mua ở Ý đó, Sanvato Ferragamo đàng hoàng đó. Mua 3 năm để giống phim mà không ai mời đó. Phim này đầu tiên xuất hiện luôn đó. Ok. Rồi em anh Tài nè. Rồi. Rồi đang chạy hộp về. Đầu tiên là anh Điền trước. Ở trong kia là anh Điền nói giả bộ nói hai đứa nó hợp tuổi, cái bà kia biết anh lừa, cái anh đi ra. Ủa sao nói anh làm từ đây? Dạ đúng rồi, anh đi ra anh sẽ lẩm bẩm cái câu này. Tại vì trước kia anh sẽ bị bà đuổi thì anh sẽ hiểu được đây nè. Là khúc này nè. Dạ đúng rồi. Ủa là khúc nào? Khúc sao? Khúc mình này. Đây nè. Đây nè. Đúng rồi. Thì em nói trước là ý là tâm trạng là anh Điền đang bị đuổi. Anh Điền đang đuổi ra bà tức. Thầy cũng giúp được người khác làm gì nữa. Coi như hết duyên rồi. Thấy hết em nào. Chạy đang đi cột cọc qua. Mốt. Hả? Anh vui hả? Lần khác nói chuyện nha. Tôi có chuyện gấp. Khứa lão vui đang ở nhà tôi vui vẻ với vợ tôi kìa. Ngoài mà. Thì đó đây nè, đúng rồi. Giờ đưa vô làm gì chạy bắt ghen. Bây giờ vô đưa vô luôn hả? Rồi. Khỏi ra đường. Không làm gì chạy. Ờ ông làm gì mà chạy như đi bắt ghen vậy ông nội? Ôi, đúng rồi. Ông vui nè. Trời ơi trời. Chạy về nhà làm chi nữa trời ơi là trời. Bây giờ sao? Hả? Thay đổi gì mà. Hả? Vui. Chờ tôi. Chờ tôi chút. Ủa? Ủa đâu bắt đầu vô. Đâu của em à? Em kêu luôn rồi vô luôn. Ok. Anh tới nhà tôi làm gì? Anh tới nhà tôi làm cái gì? Để người ta nói, người ta đồn là tới hai người nói chuyện. Rồi hai đứa giỡn với nhau như con nít. Anh chơi trò chơi gì con nít? Định quay lại gì mối tình đầu? Ủa đâu vậy? Ảnh thăng thêm á. À dụng chơi quá. Ảnh thăng thêm cả ảnh. Rồi mối tình đầu của bà vậy? Hồi sáng là chị nói là hai người giỡn nhau như nít rồi. Có thanh xuân không? Ờ, tại vì ông này là mối tình đầu của bà kia. Thì cái câu đó của anh luôn đi. Tính quay lại mối tình thơ hả? Mối tình thơ, mối tình đầu thanh xuân hả? Nói đi. Bạn cái gì? Có bạn gì đâu, bạn chuyện cưới hỏi đó. Ủa sao giờ bỏ khúc này luôn hả? Bạn chuyện cưới hỏi luôn nè. À nhảy xuống tới dưới luôn hả? Ồ, làm tới tấp luôn. Ông cứ hỏi gì là anh nói vô đó. Rồi em hỏi đi, rồi mày. Bạn chuyện gì hả? Bạn chuyện gì vậy? Thì bạn chuyện cưới hỏi mà. Trời ơi trời, xăm mình hả? Bữa nay xăm mình rồi ha. Tới nhà tôi mà còn nói chuyện cưới hỏi rồi nói trước mặt tôi hả? Bây giờ sao? Hả? Ừ thì vợ anh cũng nói y chang vậy, nên tôi quản chuyện cưới hỏi là rồi. Trời ơi! Chừng nào ông nói là phản bội ổng. Thì nè, rồi. Chưa, chưa. Vợ nói y chang vậy đó, nên quản là chuyện cưới. Đúng rồi, thì nãy tới đây rồi. Rồi đó, rồi. Ông đạt lẹo quá, thì đâu kịp. Rồi, đó nè. Rồi. Thì quản lại. Quản lại tức là vẫn còn ý định. Quản lại vẫn còn ý định chứ còn gì nữa. Này ông sao vậy? Còn anh xỉu, anh đạt là tức quá. Đâu, không cưới được con dâu thôi, làm gì ông sốc như vậy? Con trai ông chưa lo mà ông nói gì ông lo dữ vậy? Nói cái gì? Cưới con dâu? Ủa, có gì đâu xỉu đâu. Đâu xỉu đâu. Anh tức. Khi mà anh Điền anh nói là quản lại tức là vẫn còn ý định. Hai người kia người lớn hoãn lại. Cái anh mới tức. À tức là cái chỗ này. Tôi xây sẩm mặt mày vậy nè. Giờ tôi chóng mặt quá. Rồi. Không anh đỡ em rồi không? Về nhà vợ. Nè, trời ơi sao vậy? Có gì đâu mà sốc như vậy? Con trai gì con không cưới được con dâu thôi mà làm gì sốc vậy cho nổi. Đúng không? Cái này vô chỗ khác rồi. Rồi. Phải luôn vậy đâu xỉu chi cho tôi thay xịt bài vậy đó, đúng rồi. Đó tôi chào máu sẵn họng chết đều bình tĩnh bình tĩnh trời ơi cứ con dâu tôi mà làm gì sốc như vậy. Ủa, cứ con dâu là sao? Cứ con dâu là sao thì con dâu tôi dần nhà nhanh đó rồi xong phát sinh lên đúng không? Phát sinh là ông vui kể lại cái câu chuyện đầu đuôi cho anh nghe, anh hết hiểu lầm rồi. Ông vui tôi cũng rất trung tâm này rồi tôi thiệt chứ tôi cũng cắn rứt lương tâm lắm, như thấy tụi nhỏ tội nghiệp quá nên tôi mới giúp. Không ngờ bà giận tôi, bà đuổi tôi. Ai vậy? Không ngờ bà giận, bà đuổi tôi ra, bà đuổi tôi đi luôn. Vậy lại giờ là vợ tôi là không cho anh can thiệp vô cái chuyện này rồi. Là hai người không có gì đúng không? Trời ơi, mai mốt thì phải có chuyện gì phải rõ ràng đó, mới mở mở rồi, tôi mệt lắm nha. Mai mốt là làm ơn đừng qua nhà tôi luôn đi. Mai mốt đừng qua nhà tôi luôn đi. Ông vô là mốt đừng qua nhà tôi nữa đâu. Ủa bộ anh lo là không được gặp tôi nữa hả? Đâu nó đâu này nó mai mốt anh đừng qua nhà tôi luôn đi mà. Ổng phân. Trời ổng cái ý nó nè, vẫn là mà mốt anh có qua nhà tôi nữa không? À có hỏi hả? Dạ. Không tại vì ủa rồi mốt anh có qua nhà tôi nữa không? Ủa chứ anh lo anh không gặp được tôi hả? Thì cũng buồn, nhưng tôi nghĩ đừng qua nhà tôi nữa đỡ khó xử. Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy. Dù gì ra Tết tôi cũng định lên núi một thời gian để nghiên cứu làm nước mắm. Nhưng mà thôi giờ chắc mai mốt tôi đi luôn mẹ cho rồi.
Ồ thiệt hả? Thôi tính vậy đi, tôi thấy hay đó. Đi đi. Mà tiếc quá, tôi với anh còn bao nhiêu ván cờ bây giờ ở sớm, không ai còn đối thủ của tôi nữa rồi, anh vui à? Ủa vậy anh được vậy thôi tôi ở lại. Ông nội đi luôn đi chứ ở lại chứ. Thôi thì giá thua tôi ở lại, tôi đánh cờ với ông. Tôi lại ông luôn á. Ông đã quyết thì ông nói là một lời đi đi giùm tôi đi, tiên ở lại gì? Thôi thì đi. Mà thôi nha, ở nhà đừng buồn nha. Có gì đi mạnh giỏi, đừng nghĩ ngợi đến vợ tôi. Có gì hợp tan đừng nghĩ ngợi tới tôi làm cái gì. Mong là anh em mình sẽ có ngày tái ngộ. Nói vậy thôi. Nói thôi không gặp lần tốt. À lúc đó là em nói thầm. Rồi xong. Là cái lúc anh quay đi đúng không? Rồi lại lại nè. Rồi em đang chạy học tập về nè. Rồi. Em học chạy học tập về nè. Mình mốt. Anh thấy ổng cái anh kêu. Ông mốt. Mới làm bèm mình làm thầy mà không giúp được người khác thì là anh là làm bèm đúng không? Anh là anh vừa làm bèm đúng không? Làm thầy mà không giúp được người khác, làm thầy làm gì nữa. Thôi, coi như hết duyên hết nợ đi. Rồi không em cọc cọc về. Anh mốt. Anh vui hả? Ngồi đi đi, tôi đang có chuyện. Khứa vui, khứa lão vui đang ở nhà tôi kìa. Nó tùm lum tà la kìa, bởi vậy. Ủa lần sau anh lại nói câu này là sao? Ủa làm cái gì chạy? Cái ông nói gì vậy? Không hiểu gì hết. Ông thấy anh, cái ông giống như ông đang quán rồi đó, ông không có nhận cái ông. Vừa bước hai bước là em phát hiện, ông nói gì đó. Rồi, anh thấy ông cắm đầu cắm cổ. Làm gì chạy, đánh ghen vậy trời ơi. Đánh ghen chứ còn gì nữa. Ê, ông đây rồi. Hả, ông đây rồi, trời ơi. Ông vui, tôi nhìn mặt ông là tôi không thấy vui chút nào hết đó. Ông qua nhà vợ tôi làm cái gì? Hả, qua nhà làm cái gì? Hai đứa rồi chơi với nhau như những trò con nít đồ hả? Người ta đồn đãi cả xóm kìa. Nói là tình thơ hả? Làm cái gì? Ông qua nhà nói chuyện vợ tôi cái gì? Còn làm cái gì đâu, qua bàn chuyện cưới hỏi tôi. Trời ơi! Trời ơi, bữa nay ông xăm mình rồi sao? Ông xăm mình rồi sao? Ông qua nhà vợ tôi, ông bàn chuyện cưới hỏi với vợ tôi. Trời ơi trời, chắc tôi chết bạn à. Bạn gì mà kỳ vậy? Ông vô cái câu là phản bội tôi hả? Tôi chết. Vợ tôi phản bội tôi đúng không? Hai người bàn chuyện phản bội tôi đúng không? Trời ơi. Anh nói là tôi coi ông như bạn thân mà ông phản bội tôi. Đúng ông rồi. Coi tôi như ông như bạn thân mà ông phản bội tôi đúng không? Vợ anh cũng nói như vậy. Trời ơi. Bà quản chuyện cưới luôn rồi. Trời ơi, còn quản đứng chứ. Quản tức là vẫn còn ý định. Quản là vẫn còn ý định. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Tôi dòng một sống một còn ở đây luôn. Tôi say sẩm quá. Tôi say sẩm mặt. Trời nội. Nói chuyện mẹ con gái đi lấy chồng mà làm như trời. Lấy được con dâu thôi, không có được con dâu. Không có lấy được con dâu thôi mà làm gì sốc như vậy. Con trai anh còn chưa. Không cưới được con dâu nữa làm gì sốc như vậy. Cưới hỏi con dâu. Ừ. Cặp mắt kiến này thấy Toàn không? Không cưới được con dâu thôi mà làm gì sốc. Con dâu. Nói chuyện. Con dâu là sao tôi không hiểu. Vậy là giờ ông đang nói cái đám cưới là của con Vi với con Lộc á hả? Con dâu là chưa, đâu con dâu là sao tôi không hiểu. Thì cái đám cưới của ông mới nói cho tôi. Ủa con dâu tuổi dần đó. Thì chuyện con nhỏ con dâu tuổi dần nhanh đó. Ủa là con tôi đó hả? Ủa chuyện là sao rồi đó trời ơi ông? Là trời mà sao? Rồi. Xong rồi ngồi kể lại. Rồi đó xong cái hết kể cho anh. Tôi nói thiệt ra tôi cũng cắn rất lương tâm lắm. Thấy mấy đứa nhỏ nó tội quá. Nên thôi mình ráng giúp nó. Nói vậy ra là qua để nói chuyện thôi. Mà vợ tôi không cho anh can thiệp. Mà thiệt tình vợ tôi không can thiệp với chuyện này rồi. Mai mốt thì anh có qua nhà tôi nói chuyện này nữa không? Qua chứ. Mai mốt anh không qua nhà tôi. Anh lo không gặp được tôi nữa hả? Cái gì vậy? Sao? Anh nói tôi chết sớm mà hả? Anh bớt đi. Thì cũng buồn đúng không? Thì nói chung là không gặp ông nữa tôi cũng buồn. Nhưng mà thôi ông đừng qua nhà tôi nữa, tôi đỡ khó xử ông ơi. Tôi cũng nghĩ vậy á. Tôi cũng nghĩ vậy. Mà Tết này tôi lên trên núi tôi ở ẩn rồi tôi nghiên cứu một số công thức nước mắm mới của tôi. Mà nếu kiểu vậy thôi, hỏi nhưng không vui thôi mai tôi đi luôn cho rồi. Trời ơi thiệt tình. Nói thiệt hả? Tính đi luôn hả? Thôi thì đi luôn nha. Trời ơi. Tiếc cũng thiệt, không có ai đối thủ với tôi hết cả sớm này. Đó thôi thì giờ tôi lại quýnh cờ với ông. Tôi lại ông luôn á. Ông suy nghĩ đi, suy lại ông lên chở luôn đi. Suy nghĩ công thức nước mắm gì đi. Để tôi ở đây là được rồi. Nếu duyên thì gặp lại. Thôi giờ thôi tôi đi nha, ở nhà đừng buồn nha. Người đến là duyên đến, nói chung là chuyện hợp tan. Đến rồi đi rồi đến, thấy không? Ừ. 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 Ừ
Ông ở đây là có ông vui đây là tôi không vui đâu. Rồi xong mới làm bạn xong gì hả? Trời ơi mày. Má diễn. Rồi giờ buông em, bây giờ mình buông sách ra mình thoại đi nè. Mình đừng có đừng vô quyển sách nữa. Đó. Ờ giá này bây giờ mình buông quyển sách ra. Cho đi ra đó đi đường dây đi là nhớ. Ừ. Rồi. Rồi, rồi. Đi đường dây nha. 20 phút chưa? Dạ rồi, đó một cái sơ vai hình ảnh lâu lắm rồi mới được có đoàn dạy dột mời Coleman đóng phim trở lại nha bà con. Dâu hổ đại chiến mẹ chồng. Dạ. À, phát sóng vô. Nghe cái tên là mắc cười rồi đó. Mình đóng vai một vai rất nhỏ nhỏ xíu mà cũng khó vậy đó. Phim ta 6 tập đóng 6 phân độ mà cũng nhỏ. Đó. Mua đi giày đầu tư đó mà 3 năm chưa mang là chưa có đoàn là mướn bữa nay mướn mới trần luôn á. Dạ rồi, cảm ơn quý vị các bạn. Bà con nhớ đón xem chương trình Dâu hổ đại chiến mẹ chồng nha. Được phát sóng trên HTV từ ngày 2 tháng Giêng năm 2022 vào lúc 12h30 phút trên HTV7. Và sẽ được phát sóng lại trên kênh Điền Quân Phim, YouTube Điền Quân Phim. Dạ. À, bữa nay mình quay từ giờ tới chiều tối, có gì vui vui mình chia sẻ tiếp cho bà con cô bác nha. Dạ, xin chào tạm biệt. Mái tóc quá hợp luôn hả bà con? Rồi đi đi anh, người ta đặt rồi kìa. Rồi, đập. Rồi, Diễm lên. Ê, cổ ơi, khi nào bắt em quát anh Đạt vô cổ. Cát rồi, cát rồi. Ê, bắt vô, bắt vô. Ba. Anh Cát, đây là Đạt ơi. Ba. Diễm. Tôi về nhà giải quyết chứ, Khứa Vui đang ở nhà nói chuyện với vợ tôi. Bởi vậy chú Đào, ông hết chuyện rồi, ông vô nhà, ông nói chuyện với vợ tôi nói vụ gì rồi hai người giỡn với nhau như hai đứa một con nít, rồi cả xóm đồ mới là ô lại mối tình xưa, mối tình đầu hả? Hả? Ông nói vậy. Ông với vợ tôi nói chuyện gì? Xăm mình rồi, ông hết chuyện ông xăm mình với tôi rồi. Ông hết chuyện ông vô nhà tôi, ông bàn chuyện cưới hỏi với vợ tôi. Tại sao tôi tâm tình với ông mà ông phản bội tôi vậy hả? Ông ơi! Ông sao vậy? Bà cũng nói như ông vậy đó. Nên tụi tôi quản luôn rồi, không có cưới hỏi gì nữa đó. Ông bây giờ ông sao? Ông muốn gì? Ông muốn gì? Ông vô nhà tôi, ông nói chuyện với lại vợ tôi, hai người bàn chuyện cưới hỏi với nhau. Coi tôi ra hổng tí lô nè, hết rồi bây giờ nó phản bội tôi nên quản lại, vậy là vẫn còn ý định đó đúng không? Hai người muốn sao? Ngày hôm nay tôi ra một mất một còn tại đây. Bây giờ muốn sao? Hả? Đừng mệt quá chứ. Từ từ, bình tĩnh. Làm gì vậy? Ông thiệt, ông quá đáng, ông không phải là bạn tôi nữa. Tại sao lại phải cưới hỏi với vợ tôi? Không kiếm được dâu thì thôi, làm cái gì mà ông sốc như vậy? Tôi là hai người sẽ ly dị tôi rồi hai người đám cưới nhau dấu gì còn dâu chủ giận mà ông đó bố chuyện là sao thì chuyện cái con dâu chủ giận sắp cưới sắp gả về nhà ông đó chuyện gì rồi, ok nha. Còn cả anh này nói chưa được rồi nhưng mà quá xuất sắc, quá xuất sắc sếp ơi. Rồi máy đây luôn, lấy cái chung. Sao rồi máy lấn vô đây, lấy khung lão lão chứ này diễn. Rồi diễn tôi tán. Lấy khung đầu đầu chứ đừng có lấy. Rất là ok nha quý vị khán giả. Ông vừa đóng mà nhân viên ở ngoài đây hồi hộp lắm quý vị khán giả. Mình đi đóng phim gọi là thriller hai luôn. Chung cả đoàn hồi hộp luôn. Hôm nay luôn à. Có một diễn viên diễn mà cả đoàn hồi hộp. Rồi hai cậu kia chưa? Tóc lại vui rồi. Rồi nói từ đầu nè anh cổ ơi, giờ từ đầu bắt gặp nhau sao? Mất cười.
Rồi bây giờ cho diễn tức là hai người anh đi vừa uống xuống. Anh Đạt vừa chồng qua đây, hai người bắt gặp nhau. Ok. Rồi được rồi, từ đó ha, từ đó. Vui hả? Tụi đi vô khác chơi đi. Bây giờ ở nhà tôi khứa vui đang ở nhà nói chuyện với vợ tôi cả hai đứa giỡn với nhau. Vui nào? Vui nè. Ông vui. Nào? Ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Ông qua nhà ông nói chuyện gì với vợ tôi rồi hai người giỡn với nhau như hai đứa con nít. Rồi bây giờ cả xóm người ta đồn kìa. Hả? Ôm lại mối tình xưa, ôm lại mối tình xưa đúng không? Hả? Ông nói chuyện gì với vợ tôi? Ông bị gì vậy? Bị cái gì? Bị lên cơn ghen chứ bị gì? Cái anh Điền đỡ đó, là okay, cái okay, này okay, cái tập okay. Tiền tra. Rồi. Rồi rồi rồi. Né con rồi. Né em. Né nha anh chạy. Xỉu xỉu. Nó chạy. Rồi. Rồi nhầm đọc quá. Ôi trời, sao tôi mệt, chóng mặt quá vậy ta. Sao vậy anh? Trời, chóng mặt quá. Mua vỏ, mua vỏ sao, mệt. Sao? Từ từ, từ 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 bình tĩnh. Trời ơi chứ không được. Dữ vậy. Trời ơi chứ nghĩ sao hôm qua nha. Con dâu không lấy được thì thôi, không kiếm đứa khác có cái gì đâu mà ông làm gì ông sốc như vậy. Dâu gì? Ủa nó con chị, dâu gì? Con dâu tuổi cọp, tuổi dần nhà ông đó. Ủa chứ không phải là hôm qua nhà ông nói chuyện với vợ tôi là hai người đám cưới với nhau rồi ly dị tôi rồi con dâu nào? Con dâu dần đang sắp gả về nhà ông nữa chứ con dâu nào. Ủa là chuyện là sao anh đi nói thêm mẹ em sao chuyện anh lại hỏi chị là sao anh đi nói chuyện là về nè. Ừ. Mà chị, ủa chuyện là sao, chuyện là về nè. Đây giờ tới làm cái phép mà xin luôn là vậy nè. Rồi hai người đem cái đó anh Điền tả. Em về em phát lên. Đứng luôn hả? Đứng luôn. Dạ dạ dạ. Khỏi ngồi hả? Rồi lui lui lui. Không không, em nằm em kể dài. Dạ nằm nhiều chứ. Ngồi vậy anh em mình nhớ chung một cái gì. Rồi anh em lấy cái chung, lấy cái cận này ngồi nhấp thôi thôi. Lấy cái cận nhấp vô thôi. 17, 18, 19 chung cận. Ừ đúng rồi đúng rồi. Lên cái này ra. Ok. Từ từ để diễn nhiều cảm xúc nha. Hai người đứng đây nói. Đứng đây nói xong rồi. Anh Đạt ngồi đây, anh Đạt ngồi đây nghe. Anh Đạt, hai người đứng nói xong anh Đạt. Có khi anh Đạt ngồi đây, anh Điền vẫn nói. Xong lát hai người cũng như hai người bạn thân ngồi đây nè. Rồi, ba cái vậy thôi. Rồi, cái này đúng không? À, đúng rồi, ghét xin cái vô thoại. Rồi, chuyện là sao nào bắt đầu? Rồi, ok, chuẩn bị nha. Không đi tiếng luôn rồi đi, bữa ơi. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48. Ok, đúng rồi anh. Rồi, vậy nha. Anh đếm em cho vui. Mày diễn nhiều lắm chút, mày còn đếm không nha. Rồi, quay. Rồi, chơi. Rồi, bây giờ từ trên nha. Rồi, hai máy cộng cứ theo nha. Theo được tiền, theo nha. Máy chạy. Hả? Diễn. Diễn là vậy nè. Còn ủa làm sao 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21. Hiểu đâu trời, không ai mà muốn 15, 16, 17, 18, 19, 100 nghe. No! Không! 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Rồi lại tiếp nè. Cái này không lấy thoại. Rồi lại nè. Máy đang chạy. Yeah. Tụ quân. Từ đâu? Tôi rồi. Từ đâu? Từ chỗ đếm. Rồi đã ngồi cứ lại đi. Rồi. Chuyện khó chứ gì? Chuyện là sao? Chuyện là vậy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nhưng mà 17 18 19 20 21 22 23. Đủ qua 30 34 35 luôn. 36 rồi, 7 18 39 40 41. Bốn mất hai ông bà muốn làm sáu bảy bốn tám bảy 50, 51, 52, 53, 54. Không có chuyện gì mà ông đếm chứ chỉ
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Dạ, yeah, nói được rồi. Anh em rồi. Bây giờ nói được cái cận của anh Điền hết phát câu sền nha. Là từ đây anh Điền quay qua nói với anh Đạt cái câu kia. Cái câu bắt đầu vô lại từ sau cái phát câu sền đó. Câu anh Đạt đang nói nha, anh Đạt đang nói với anh Điền nghe để thấm. Xong rồi anh Điền quay qua nói câu anh Điền nói giúp rồi. Dạ, anh Điền luôn á. Ông Điền quay qua nói. Tôi cái tâm này nghĩ anh nói là dạ. Rồi anh vô luôn. Thì bây giờ vợ tôi đâu biết gì đâu. Rồi anh có gì bỏ về nhà tôi nữa không? Bố. Bố anh đang lát. Đây đây đây. Bây giờ hết cái phát câu sần đó là anh vô rồi. Tôi cũng chắn rất lương tâm lắm rồi. Ý vợ của là ý trời vậy đó. Bây giờ vợ tôi biết là vậy rồi. Anh có bỏ lên, bỏ đó đi, chích lên đi, bỏ đó, bỏ đó, đi đi.